Xin chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục đến nhà vườn của Ngọc Diệu, có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Và chào Rồi, Diệu. em chào anh Thái ạ. Em chào cô chú anh chị với kênh Pháp Thái TV ạ. Hôm nay em cũng là ngày 17 tháng Giêng, em cũng lên một clip mới ạ. Và rất là nhiều đa dạng mặt hàng hoa giấy cho cô chú anh chị mình lựa chọn ạ. Và một số mẫu cây nho hang gỗ ạ. Và clip rồi, em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong quá trình mà em quay những clip. Thì hôm nay em về thì rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này ạ. Rồi số điện thoại liên hệ của nhà vườn em là 0396 137 và 709 ạ. Và đó cũng là số Zalo của em luôn ạ. Và hôm nay em lên một cây giấy số mã số 0 ạ. Đầu tiên là mã số 0. Dạ. Một cây giấy ngũ sắc ha. Ngũ sắc Thái quý cô chú anh chị. Cây này form to ha. Dạ, chiều cao là 1,5 m ạ. Tán ngang là 1,3 m ạ. Cây này đủ 5 màu quý cô chú anh chị em. Cây dạ. này về thích hợp cho quý cô chú anh chị mình bung cái tàn dù. Rồi hoành là 23, em đo hạt của hoành lại cho mình ạ. Cây đây gần 24 luôn. Cây rất to nên nó lật luôn quý cô chú anh chị em. Để nó sạch 24 luôn cô chú anh chị. Do con mình nên mình đo sẵn cho quý cô chú anh chị mình ha, thông số. Rồi, mã số 0 này em xin vô lưu là 850k ạ. Bao phí vận chuyển toàn quốc 850k là em bao phí vận chuyển của chú anh chị luôn ạ. Cây rất là to nha. Tiếp theo là em lên một combo ạ, gồm 3 cây ạ. Tím tiết ạ. Tím tiết. Đỏ đu cáo và tím. Mỹ đỏ đu cáo và một cây tím bướm. Là một cây tím bướm ạ. Rồi. Em đo hôm số sẵn cây tím bướm là có chiều cao là 63, ngang 55 ạ. Cái hoành là 10 ạ. Thì hoành nó dao động khoảng với nhau vậy ạ. Đo đại diện cây của cây ha. Cây đu cáo này thì cái hoành nó to hơn ạ. Cây thì đang búp bông. Đu cáo đang lên hoa quý cô anh chị. Dạ. Rồi tím bướm ha. Đây cái form. Một cây rồi, tím tiết. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu là 550k ạ. Rồi gồm 3 cây. Gồm 3 cây rồi em bao cái ship của chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo mã số 2 à, cũng là một combo 3 cây à. Gồm có dưa hấu ấy cô gồm anh chị. Gồm có dưa hấu. Tím bướm và tím pháp ạ. À. Dưa hấu cái màu rất là ngọt ha. Gồm 3 chậu. Rồi cây dưa hấu này có chiều cao là 50 ạ, à, ngang là 55 ạ. À. Quanh này thì dao động khoảng cây này 7-8 cây này thì gọn, có cây tím pháp, tím chuông quý cô chú anh chị, gốc với Mỹ lực nha. Gốc với Mỹ rất là lực luôn ạ. À. Cây này về hết bonsai luôn ạ. À. Rồi mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 550k ạ. Gồm combo 3 cây. Trong quá trình em quay có cái gì cô chú anh chị không thấy rõ liên hệ lại Zalo giúp em nha. Rồi tiếp theo cũng là combo số 3, gồm 3 cây ạ. Tím bướm, tím pháp. Và một cây tím tuyết. Là một cây tím tuyết ạ. Cây có chiều cao của cây tím bướm là 50, ngang là 50 ạ. À. Hoành thì khoảng tím bướm cái đế cô chú anh chị, đế rất là quái luôn. Đế đẹp quý cô chú anh chị. Rồi cây tím pháp. Và tím tiết cũng giấy Mỹ luôn nha. Combo số 3 này em cũng xin giao lưu là 550k ạ. À. Theo mã số 4 ạ. À. Một phôi giấy Mỹ rất là lực luôn ạ. À. Cây một cốt quý cô anh chị. Cây một cốt. Ghép 3 màu lửa. Ghép 3 màu lửa. Đang full luôn. Rồi thông số luôn. Rồi cây có chiều cao là 1,15 m ạ. À. Ngang là 90 ạ. À. Có hoành là 18 ạ. À. Để rất là đẹp quý cô anh chị. Để sạch luôn ha. Để sạch luôn ạ. À. Một cốt nâng. Phong tàn rất là tròn nha cô chú anh chị. Rồi, rất là đều luôn. Rồi mã số 4 này em cũng xin vô luôn là 600k ạ. À. Cây một cốt rất là form. Đồng một cốt này thì rất là hưởng thành nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 5 ạ. À. Một cây đỏ lửa. Là một cây đỏ lửa. Một màu. Một màu cây tàn rất là tròn ạ. Rồi, thông số luôn. Rồi, mã số 5 có chiều cao là 1,1 m ạ, ngang là 80 ạ. À. Có hoành là 15 ạ. À.
Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế này giống như con mà tuột, nó xe 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 vòng vòng. Rồi mã số 5 này em cũng xin vô lưu là 550k. Rồi. Tàn rất là tròn. Cây đó bao gồm phí vận chuyển với cô chú anh chị. Gửi cây toàn quốc ha. Đặc biệt là nhà vườn em bao bao ship cho mình và bao sống cây luôn ạ. Rồi mã số 6 là một cây tím. Tím lửa. Hàng bonsai nha cô chú anh chị. À, về quý cô chú anh chị mình vô dây ha. Dáng rất là quái luôn. Rồi cây có chiều cao là 70. Cái ngang là 75 ạ. Có hoành là 18 ạ. Đế rất là sạch nha quý cô chú anh chị em. Này về mình đôn đế là được nha. Còn sâu ở dưới. Cây tím lửa. Rồi một cây tím lửa số 6 là có em xin vô lưu là 600k ạ. Oh. Tiếp theo mã số 7 ạ. Vẫn là tím lửa. Vẫn là một cây tím lửa rất là lực ạ. Cây này cái màu này, màu tím lửa này ban đêm nó giống như dạ quang với cô anh chị rất là nổi. Cây rất là nặng luôn ạ. Cây nguyên củ đế đặc ha. Cây rồi. Có chiều cao là 75 ạ, ngang là 75 ạ. Cây có hoành là 19 ạ. Đây. Mình đo ngay vị trí heo này ha. Ngay vị trí heo đây em đo hào lại cho cô chú anh chị. Củ đế này quý cô anh chị rất là sạch ha. Này về mình đôn lên cái chậu dĩa rất là đẹp luôn. Gần 20 luôn ha. Đây em đo vị trí này là gần 20 luôn á. Rồi đo trường heo. Dạ. Nói chung là em trường heo hết cho mình á. Lúc nào mã số nào cây nào cũng vậy ạ. Rồi cây số 7 em cũng xin giao lưu là 650k. Đế rất là quái luôn ạ. Rồi. Cây rất nặng. Tiếp theo mã số 8 ạ. Cây ruby. Một cây ruby. Dòng ruby này nó điểm vân vân rất là đẹp của cô anh chị. Hoa nè. Và đôi khi nó có ra những cái nhánh như thế này nè. Tại dòng này nói chung là được đột biến. Đúng đột biến đó cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 70, ngang là 90 à, có hoành là 20 ạ. Đế này còn dưới nha quý cô chú anh chị em. Về mình đôn lên. Về đôn đế lên giùm em. Đế rất là sạch. Còn chỗ đi. Cây này dạ. Thì khai thác co rất là nhiều nha. Rất là nhiều. Em để nguyên về cô chú anh chị mình khai thác bo á ạ. Rồi cây số 8 em cũng xin vô lưu là 500k ạ. Rồi 500k là em bao cái ship cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi số tiếp 9. Theo mã số 9 ạ. Cao là 70 ạ, ngang là 80 ạ. Có hoành là 17 ạ. Cũng là một cây ruby luôn ạ. Hoa trên đỉnh này quý cô chú anh chị. Cái màu nó rất là đẹp luôn. Nó vân 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 vân. Nó đôi khi nó có ra màu hồng gì, ra màu hồng gì. Đặc biệt thì lá nào mà nó giống như lên cẩm thạch thì nó ra màu ruby này vân vân. Còn lá nó xanh thì nó ra màu hồng. Rồi hơi củ đế gói đặc luôn ha. Rất là đặc luôn, quái luôn. Giống như một tô gì mà nó xe xe lại. Rồi mã số 9 em cũng xin vô lưu là 450k. Rồi một cây ruby. Tiếp theo mã số 10 là một phôi với Mỹ ghép lon tím còn gọi là phụng hoàng lửa. Màu này nó đổi màu với cô chú chị. Hoa nó đổi màu. Đây, cái nhánh hoa nó đổi màu đây nè. Cây số 10 có chiều cao là 85 ạ, à, ngang là 55 ạ, à, cây có hoành là 17 ạ. À. Dòng này mà nó phun hoa là chị không nổi cô chú anh chị. Này mới... em mới cây tàn lại rồi nó đang ra hoa cô chú anh chị. Nó màu đỏ, đỏ xong nó chuyển sang màu đỏ, đỏ tím. Đế cũng rất là sạch ạ. Rồi mã số 10 này em xin vô lưu là 450k ạ. Rồi tiếp theo mã số 11 ạ. Cây ghép nhiều màu ha. Là một cây ghép nhiều màu gồm có màu tím tím lửa và cam lửa và này. Màu trắng tiết và màu tím tiết. Này kiểu như năm ngũ sắc năm màu mới nè quý cô chú chị. Thứ nhất là cam lửa nè, tím lửa là 2 nè. Em xây. À, tím tiết là 3 nè. Rồi trắng tiết là 4. Còn 4, một màu. 4 màu. Kiểu như 4 màu. Kiểu như 4 màu của chú anh chị. Tại vì em bao mặt bông đi. Rồi mã số 11 có chiều cao là 1m1 ạ. Ngang là 70, có hoành là 19 ạ. Một cốt. Một cốt thôi cô chú anh chị. Củ đế cũng rất là đặc luôn ạ. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu là 500k ạ.
Chạy form rất là đẹp ha. Form rất là tròn luôn rồi. Đây bộ form tàn rất là tròn. Cây thì đang nở và đang ra búp với cây mà nó nở giáp hết trơn là bít cái tàn luôn của chú anh chị. Tiếp theo mã số 12 ạ. Cũng là một cây 4 màu luôn rồi, em bao mình 4 màu ạ. Rồi cây số 12 có chiều cao là 1m1 ạ, ngang là 72 ạ. Cây có hoành là 18 ạ. Cây này thì gồm có trắng tuyết nè, tím tuyết nè, tím lửa nè, cam lửa nè và một cái bo đỏ lửa, thấy đây nè, đây, đây là đỏ lửa nữa. Là 5 màu. Là 5 màu. Rồi, cái này có cây số 12 em cũng xin giao lưu là 450k. Một cốt lắc lượng ha. Tiếp theo cây số 13 ạ. Một cây chân dài. Một em chân dài. Này ba màu lửa luôn. Ba màu lửa luôn cô chú anh chị. Đỏ, cam và tím. Cây này thì nếu như ra đủ độ tàn thì có thể là mấy mấy mâm luôn cô chú anh chị. Rồi, cây từ giá là 3 mâm trở lên đúng cô chú anh chị. Rồi, thông số. Cây có chiều cao là 1m4 ạ. Ngang là 65 ạ, cây có hoành là 20 ạ. Một củ đế đặc ha. Dạ. Cái củ thì nó bị chày sơ sát ở đây chứ bởi vì em giao lưu của cô chú anh chị giá 500k thôi ạ. À. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 14 ạ. À. Là một phôi giấy Mỹ ghép cẩm hạch hồng ạ. Rồi cây có chiều cao là 80 ạ, cây có hoành là chiều cao là 80, ngang là 90 ạ. Cây có hoành là 20 ạ. Một rễ với cô chú anh chị. Rồi mã số 14 thì em cũng xin giao lưu là 450k ạ. Miễn phí vận chuyển toàn quốc. À, do quay của mình không có hỗ trợ nên đo sẵn cái thông số nha quý cô chú anh chị, đỡ tốn thời gian ha. Nên quý cô chú anh chị mình xem ủng hộ nhà vườn. Rồi tiếp theo là mã số 15 ạ. Một cây trắng tiết. Là một phôi giấy Mỹ ghép trắng tiết ạ. Cây phong tàn rất là tròn ạ. Trắng tinh khiết luôn. Rồi mã số 15 có chiều cao là 85, ngang là 75 ạ, hoành là 11 ạ. Này một rễ ngoằn ngoèo luôn. Dạ, một rễ nó ngoằn ngoèo, dế dưới đây nó còn của chú anh chị. Rồi mã số 15 em cũng xin giao lưu là 300k ạ. Tiếp theo mã số 14 ạ. Ủa mà em xin lỗi ạ. Dạ mã số 16 ạ, có chiều cao là 90, ngang là 85, hoành là 11 ạ, cũng là một cây trắng tiết ạ. Trắng thì rất là nổi ha, trắng tinh khiết luôn. Cây một cốt lắc lượng. Dòng này mà khi hoa nó tàn á là mình bứt bông bỏ đó cô chú anh chị, giống như tím tiết vậy cô chú anh chị. Độ hoa của nó thì rất là sai ạ. Rồi mã số 16 thì cũng xin giao lưu là 300k ạ. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 17 ạ. Trong quá trình em quay cái nào của chú anh chị không rõ thì liên hệ Zalo lại giúp em ha, tại vì không có hỗ trợ mà luôn đó, thành ra em mã số 17. Mã số 17 là một cây cẩm hạch hồng. Hồng hồng là hồng cánh sen á. Rồi, mã số 17 có chiều cao là 1m, ngang là 95 ạ, có hoành là 17 ạ. Cây này bo thì thôi. Bo rất là nhiều. Vậy quý cô chú chị mình bo cái tàn em mà. Đo cái tán ngang cái 95 nghĩa là em không có đo hết nguyên dài cái tượng gì cho cô chú anh chị, đo cái khung thôi. Em chỉ có khung thôi, em đo hào đây cô chú anh chị mình xem là nếu như em đo hết, em đo hết luôn là nó ra tới 1m25 á cô chú anh chị. Rồi mình đo có chiều hào khi đi thì em để nguyên tượng nguyên cành gì cho cô chú anh chị ạ. À. Em xếp nguyên chậu cho mình để luôn sạch. À.
Mã số 17 em xin giao lưu là 550k. Rồi. Cây cái phơm rất là to. Tiếp theo mã số 18 cũng là một cây cẩm hạch hồng tím sen. Rồi, cây có chiều cao là 1m, ngang là 1m nè, có hoành là 15 ạ. Cây này rễ rất là đẹp quý cô anh chị, dưới đây nó còn nữa nè. Nó ngoằn qua bên kia ha. Rồi, mã số 18 em cũng xin giao lưu là 500k. Cây này thì mình về mình lấy bo rất là nhiều đó cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 19 nè, là một phôi với mẹ dép rượu vang nè. Kataya rượu vang. Phong tàn rất là tròn nha cô chú anh chị. Màu rất là đẹp luôn. Rồi mã số 19 có chiều cao là 1m nè, ngang là 60. Cây có hoành là 18 ạ. Đế rất là sạch nha cô chú anh chị. Rồi mã số 19 thì em cũng xin giao lưu là 600k ạ. Một cây rượu vang nè. Kataya rượu vang. Tiếp theo mã số 20 ạ. Hai cây này cặp với cô là chú chị. Là hai cây rượu van một cặp luôn ạ. Cái màu nó đổi màu nữa nè. Mới ra nó ra cái màu cao khô đó, sau khi ấy nó đổi sang cái màu hơi tím tím nữa. Màu nó rất là ngọt ạ. Rồi mã số 20 cây có chiều cao là 1m nè, ngang là 65 ạ. Cây có hoành là 23 ạ. Đó hoành rất là lớn nha cô chú anh chị. Ở dưới này nó còn một tầng đế dưới này nữa nè. Cũng rất là quái luôn. Rồi mã số 20 em xin giao lưu là 650k ạ. Tiếp theo mã số 21 ạ, là một cây tím chuông. Quá xá cái phong tàn này. Đang lên hoa rất là rực rỡ. Cây có chiều cao là 90 ạ. Ngang là 90 luôn ạ. Cây có hoành là 17 ạ. Hoa lên. Cái tán ngang này rất là lớn nha cô chú anh chị. Nhưng mà thì em cũng không nói đi nói lại thì em cũng trừ hao cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ. Cây cái nếu như đâu hẳn tán ngang là 1m6 cô chú anh chị. Đế rất là già ha. Nhìn nó giống như một cái con thú nằm vậy quý cô chú anh chị. Rồi mã số 21 em cũng xin giao lưu là 550k. Và em cũng xin nói luôn à, là trong quá trình nhận chuyển giấy thì giấy em đóng khung nó hầm thì nó sẽ rụng bông và rụng lá, nhưng mà độ phát triển của nó rất là mau quay lại nha cô chú anh chị. Bị rụng thì về với cô chú anh chị mình cứ để vậy ha, vài bữa nó sẽ ra tược. Dạ, giấy thì mình về mình cứ để ngoài nắng bình thường giúp em ạ. Tiếp theo. Rồi mã số 22 cũng là một cây tím chuông ạ. Cây có chiều cao là 90, ngang là 95 ạ. Phôm tàn này cây to vậy. Cây có hoành là 15 ạ. Phôm tàn to mà rất là tròn, rất là đều luôn ạ. Này một rễ ở trên này nó cuộn. Rồi mã số 20 em cũng xin giao lưu là 500k ạ. À, em xin lỗi, mã số hồi nãy là mã số 22 cho chú anh chị, một cây tím chuông ạ. Rồi tiếp theo mã số 23. Cây này là cây này một cây ruby ạ. Ruby nhưng mà nó chung dòng á. Nó ra cái màu hồng nhiều hơn. Có cái nhánh này nó đây, ra cái ruby. Nhánh này nó ra ruby nè. Đây, ruby. Cái bông nó đang búp. Giống mới ha. Dạ. Rồi, thông số chiều cao. Rồi, cây số 23 có chiều cao là 60, tán ngang là 57 ạ, có hoành là 14 ạ. Cây còn rất dễ là thương, đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 23 em cũng xin giao lưu là 300k ạ. Tiếp theo mã số 24 ạ. Một cây tím Malai. Là một cây đại phúc ạ. Tàn rất là tròn ạ. À, cái bông đại phúc này có một số anh chị nói cái bông nó nhìn sơ qua giống như cái bông giả. Mà giống á, giống thật tại vì cái bông nó to đó anh thấy. Cái hoa nó giống như là hoa ly vậy đó. Mà nó rất là lâu tàn nó luôn giống à. Như hoa ly. Dòng này là dòng của Mã Lai. Dòng này khi mà nó xuống màu bông thì mình cứ lật bông á, rồi nó sẽ ra đâm ra bông khác thôi cô chú anh chị. Rồi, cây số 24 có chiều cao là 85 ạ, ngang là 70 ạ, hoành là 13 ạ. Hoa rất đẹp. Rồi, cây số 24 em xin giao lưu là 350k ạ.
Tiếp theo mã số 25 là một cây nho thân ngộ. Cây đang trái và đang bông cô chú anh chị. Đang cây tơ mà đang chùm trái luôn ha. Cây này là được 2 năm rồi đó cô chú anh chị, 2 năm tuổi rồi cô chú anh chị. Đàn hoa dưới gốc luôn. Rồi, cây số 25, mã số 25 có chiều cao là 1m05 à, ngang là 60 à, cây có hoành là 7 à. Được rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 25 em xin giao lưu là 950k. À. Rồi. 950k là em bao cái ship của cô chú anh chị luôn ạ. À. Đây, một chùm bông của nó như gì chừng nữa nè cô chị. Cô chú anh chị là nó sẽ ra được 4 5 quả như vậy. Tiếp theo mã số 26. Cây mình trồng đất nên rất là nặng ha. Dạ, trong đây vừa phân vừa đất rất là nặng luôn ạ. À. Trái luôn. Rồi, cây mã số 26 có chiều cao là 1m, ngang là 50 ạ. À. Cây có hoành là 6 ạ. À. Là em đo một cái hoành này thôi ạ. À. Cây này là được 2 thân thân đó cô chú anh chị. Đây, đây nó bên nó là một thân rồi cô chú anh chị. Đây cái cây này thì tượng rất là nhiều, chừng nữa trái nó sẽ ra những cái mắt này nè cô chú anh chị. Từ gốc tới ngọn luôn ha. Từ gốc tới ngọn rồi tới trên luôn ạ. À. Rồi cây số 26 em xin giao lưu là 900k. Tiếp theo là mã số 27 cũng là một cây nho thân gỗ không ạ. À. Nho thân gỗ này là em xin nói luôn là 12 vụ nha cô chú anh chị. Đàn hoa. Thì nó rất là mau có trái à. Nho thân gỗ nó rất là nhiều loại, nho thường thì nó sắc rất là rẻ nhưng mà trồng theo như em biết là trồng khoảng 9-10 năm mà nó chưa ra hoa nữa đó. Nho thường thì trái nó nhỏ. À, nhưng mà nó rất là lâu ra hoa. Rồi mã số 27 có chiều cao là 1m nè, ngang là 50 à. Có hoành là 7 à. Đây là đang bông đang trái. Bông nó lên rất là nhiều luôn ạ. À. Rồi mã số 27 em xin giao lưu là 900k ạ. À. Đây những cái tượng này rất là nhiều nha cô chú anh chị. Thì chừng nửa trái nó sẽ mọc ra từ cái thân đó cô chú anh chị. Tượng nhiều thì nửa trái nó sẽ nhiều ạ. À. Rồi tiếp theo mã số 28 ạ. À. Chiều cao là 1m ạ, à, tán ngang là 45 ạ. À. Cây đàn hoa ha. Cây có hoành là 6,5 ạ. À. Nhiều khi nó còn chỉ xíu nó gần 7 nhưng mà em không có tính, em tính mình cái lúc nào là cũng có mức thấp nhất ạ. À. Rồi cây số 29 em cũng xin giao lưu là 900k ạ. À. Rồi. Trong quá trình vận chuyển thì em sẽ làm khung nó như là hoa giấy đi của cô chú anh chị, thì cô chú anh chị yên tâm phần đó, sợ gãy nhánh cây. Rồi mã số 29 có chiều cao là 70 à, ngang là 35 à, cây có hoành là 6 à. Cây này trái nó lên màu luôn nè. Đây là khi nhìn nó chín luôn là nó màu đen đó cô chú anh chị. Nó nhỏ gì khi nó chín nữa là nó to hơn đó nghe cô chú anh chị. Rồi cây số 29 em cũng xin giao lưu là 800k ạ. À. Rồi mã số 29 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em ạ. À. Cuối clip em xin chúc cô chú anh chị một ngày mới làm việc thật là vui vẻ và thành công trong mọi công việc cho mình đã lựa chọn ạ. À. Và em chân thành cảm ơn cô chú anh chị sẽ ủng hộ em clip kế tiếp này ạ. À. Và em chân thành cảm ơn, xin chào ạ. À. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha.